Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo kính mến, tại nhà thương chợ quán, đêm 25 tháng 8 năm Canh Thìn, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo có sáng tác bài thơ tựa đề Phòng Vắng Đêm Khuya, mời quý vị cùng lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Dần thời luân chuyển đưa ta tới, tới chốn nhà thương dưỡng bình điên. Lắc lẻo quá công bài tân kịch, chia xa bổn đạo xuất mộng phiền. Phòng vắng đêm khuya lặng tiếng người, tâm thần phượng Phật cảnh vui tươi. Ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Lạnh lùng mây bạc bị luồng giông, cũng bởi quá yêu giông lạc hồng. Cái đắng xiêm dèm thân lão chiều, miệng đời thành trì hết cuồng ngông. Ta bước bước đường gặp nẻo trong, mà không nản chi giới nào lòng. Dắt dìu nhân loại câu quyền bi, bùa đức dạy đời rạng á đồng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo kính mến, trên bước chuân chuyên hóa đạo của Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, Ngài bị nhà đương cục Pháp kềm tỏa, buộc Ngài phải dời đi rày đây mai đó. Tại Nhân Nghĩa Xà No, lối tháng 6 năm Canh Thìn, Ngài cảm tác viết bài Bạc Liêu, mời quý vị cùng lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu giới đàn xa đến Bạc Liêu, thiền môn vẹn vẻ quá tiêu điều. Bồng Lai
tại thế non vườn xanh đẹp đẽ cho ta trôi nhã thiều. Bồn đạo trong chừng chữ bạc liêu, cớ sao dành muốn cấm lời diêu. Lưng chân bèo dạt thân hành đạo, bị lũ A vua ca út thiều. Lá phép xin về tỉnh Bạc Liêu, ngủ nơi gia trạch hội đồng điều. Lòng trong chánh phụ cho hay chẳng, khó dễ làm gì việc bấy nhiêu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo kính mến, tại nhà thương Chợ Quán ngày 25 tháng 9 năm Canh Thìn, lúc này người Pháp đang kềm tỏa gắt gao Đức Thầy, nên Ngài viết những lời sau đây để gửi về cho bổn đạo. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tiếp đẳng lời thăm viếng, ngỏ lời cảm ơn chung hết thiện nam tín nữ trẻ già, cầu chúc cho tất cả được sáng suốt và hăng hái bước vững trên đường đạo hành thanh cao của Phật Pháp. Ở trên này lúc nào thầy cũng vui vẻ, rất sung sướng mà làm hết phận sự của đạo đức. Chốn này là nơi để cho thầy tỏ dấu cho hầu hết nhân sanh biết rằng chấn hưng Phật giáo thì phải chịu những sự tan thương biến cải, và khuyên tín đồ chớ buồn lòng lo lắng, vì ơn trên định vậy thôi. Rồi ít lâu có ngày sum hiệp chớ chẳng hề chi cả. Về kinh giảng, tốt hơn kỹ lưỡng chẳng nên phát lúc này. Về thuốc men cũng tùy theo tâm đạo mà chỉ vẽ thôi. Thời kỳ nghiêm trọng chẳng nên làm theo ý cầu xin của người, tạm ngưng việc đó lại rồi sẽ cho. Bấy nhiêu lời cho nam nữ mừng lòng, không cần chi thi phú dông dài. Ý thầy tốt hơn giữ lấy bề trong, còn bề ngoài thì để cho thầy yên tịnh, thì sẽ có nhiều điều may mắn đưa đến. Dầu cho xoay chuyển đất trời, lòng ta chỉ dốc đổ đời mà thôi. Cõi lành mong đằng đâm chồi, chắc dình Phật đạo đền bồi ơn xưa. Đừng thù kẻ nghịch thêm thừa, mở lòng hà hai lọc lừa đàn ngay. Thế gian hiếm kẻ thanh tài, ra đời phải chịu ít ngày gian nan. Cổ kim nghiệm biết đừng than, để cho trời Phật lo toan việc này. Nam mô A